Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Trong đó, Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, về tội nhận hối lộ. Cùng bị đề nghị truy tố tội danh này còn có ông Lê Đức Thọ, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Vietinbank, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Lê Duy Minh, cựu Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, cựu Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ông Thọ còn bị đề nghị truy tố thêm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil, bà Mai Thị Hồng Hạnh bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí và đưa hối lộ. Trong vụ án, Bộ Công an còn đề nghị truy tố 11 bị can khác về nhiều tội danh. Theo kết luận điều tra tháng 8 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm của một nhân viên công ty Xuyên Việt Oil, tố giác bà Hạnh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép tài sản của cơ quan tổ chức nhà nước và lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu và hơn 1.200 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường. Ngày 24 tháng 8 năm 2023, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với đơn tố giác trên. Ngày 8 tháng 9 năm 2023, Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phượng, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định bổ sung, quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.